Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học với chủ đề vòng tuần hoàn của nước. Mặt trời làm nóng nước từ các đại dương, hồ và các con sông, sau đó nước biến thành hơi nước do quá trình bốc hơi. Thực vật cũng mất nước ở dạng hơi nước từ lá của chúng vào không khí do quá trình thoát hơi nước. Khi hơi nước bay lên không trung, nó bắt đầu hạ nhiệt tạo thành các giọt nước nhỏ, cùng với hàng tỷ các giọt nước nhỏ khác tạo thành các đám mây. Quá trình này được gọi là quá trình ngưng tụ. Khi những đám mây bắt đầu trở nên nặng và không thể giữ được những giọt nước, chúng sẽ rơi xuống trái đất dưới dạng mưa, mưa đá hoặc tuyết. Quá trình này được gọi là sự kết tủa. Một số lượng nước rơi xuống đất thấm vào lòng đất tạo thành nước ngầm mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Số lượng nước còn lại rơi xuống đại dương, hồ, sông và biển. Sau đó, mặt trời tiếp tục làm nóng lượng nước này một lần nữa. Sự luân chuyển này được gọi là vòng tuần hoàn của nước.